xanh, xanh xanh trời mây. Ông sáu, ông hai thắm tươi trên môi nụ cười. Hò hơ 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 hơ. Hò hơ 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 hơ. Chân trước, chân sau, sang trái, sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Cô sáu, cô hai, ông hai, bà bảy, bà tám, ông mười, cậu Út phương Nam. Rập ra rập rình thì tha thì thúc vợ khóc vợ cười. Chân trước chân sau, sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Hài phương Nam vui lắm mà nghe. Hôm nay anh đi đâu mà mặc đồ đẹp vậy? Đi công việc. Anh ăn gì? Ăn sáng nhà rồi. Uống gì? Anh ơi khoan. Đợi em chút nha. Alo. Lan hả? Ủa? Tỏ tình rồi hả? Thích vậy? Gì? Ông tặng hoa cho mày hả? Trời đất ơi. Mày nói ổng á, mai mốt á có tặng gì đủ tặng qua. Nghĩ sao luôn á, thời buổi này đi tặng qua, qua về mốt nó héo mất tiêu à. Mốt có kêu ông tặng á, tặng cái cọng dây chuyền nhỏ nhỏ thôi, biết chưa? Vậy nha. Ok. Anh Tuấn. Hả? Hả? Vô đây. À... nãy kêu có chuyện gì nói em. À, đâu có gì đâu. À, có chứ. À... mình chung xóm lâu rồi ha, từ bé đến lớn đúng không? Rồi cái mình cũng thân thiết đúng không? Ừ. Hôm nay anh có chuyện muốn nói với em á, là anh muốn... Anh Long đi vô đây, đi đây với em. Anh ngồi đây đi, ngồi đây. Hạnh, ra đây. Ê, bà cho tôi một ly nước cam đi. Anh uống cái gì em kêu cho anh? Cho anh ly cà phê đá. Dạ, đi đợi đi cà phê em tiếp. Đợi em chút nha. Có khách. Đây. Anh, uống nước đi. Cảm ơn em. Bạn ngồi đây với tụi tôi luôn đi. Thôi em ngồi đây uống cà phê với bọn anh luôn đi. Hạnh, còn cà phê của anh. Đợi chút anh. Giới thiệu với bồ, đây là anh Long, anh trai họ của tôi. Trời ơi. Trai không? Trai. Em chào anh Long. Anh chào em. Anh Long làm công việc gì mày? Từ người ta nói chưa gì thấy trai là tương tướp à. Giới thiệu nha, anh tôi là tổng giám đốc công ty Heli. Heli hả? Tổng giám đốc công ty. Hỏi chưa? Ui, ai thiệt nha. Anh Lộc, em có học kế toán á, mà hiện tại thì em đang thất nghiệp, cho nên là em ở nhà em phụ bán quán với má em. Không biết mai mốt anh Lộc cho em vô công ty anh Long làm được không? Được em. Em nữa nha, tại vì á hả em cũng đang đi kiếm việc á, không mấy anh nhận luôn hai đứa em đi nha. Ok em, chỉ cần trong làng này có ai thất nghiệp thì em cứ nói với anh sẽ tạo điều kiện cho mọi người. Anh Long tốt bụng ghê. Chú Hai, tao đang ngồi thiền, đừng gây tiếng động, tao bị tẩu quả nhập ma. Ừ thì không gây tiếng động. Trời ơi, mày dậm trên đầu trên cổ ai vậy Tấn? Không dậm nữa. Mày làm gì hậm hực như trâu rượng đực vậy mày? Hả? Có chuyện gì? Nói tao nghe coi. Nói chú có giải quyết được gì đâu mà nói.
Thì mày nói đi, tao không giải quyết được gì, nhưng mà mày cũng hả được cái cơn giận của mày. Rồi, hiểu ngay. Mày với nhỏ Hạnh hai đứa giận nhau phải không? Mệt tôi bay quá, chuyện gì nói nha coi. Chú nói chú nhiều tình trường đúng không? Trải qua nhiều mối tình đúng không? Vì trong cái số những mối tình đó, có ai đã từng làm lơ và cho chú quê độ chưa? Cái đó ta gặp hoài. Rồi chú phản ứng sao? Bình thường. Làm đàn ông mà nhiều bồ mà, thì thế nào cũng sẽ ra chuyện đó à. Cái đó tùy theo cái chuyện để mà giải quyết thôi. Tí dụ bây giờ đó, mày hiểu lầm, mày giận hận nhau, thì mình thích tìm cách, mình tìm cách mình giải quyết cho nó ôn hòa lại. Dễ ợt chỉ cũng làm dữ. Làm dữ sao không làm dữ được? Trời ơi, nghĩ sao vậy? Chú biết là con thương Hạnh đúng không? Mà con chắc chắn một điều là Hạnh cũng có tình cảm với con. Chú biết điều đó đúng không? Cái đó tao biết từ lâu rồi. Vậy mà sáng nay ghé uống cà phê, đang chuẩn bị bày tỏ tình cảm với em Hạnh, một cái xuất hiện bé Mai, bé Ly. Rồi xong tự nhiên bơ không luôn à chú ơi. Ủa gì kỳ vậy? Mày có bị điên không? Cái xuất hiện bé Mai, bé Ly là bạn bè nó, thì nó phải qua nó nói chuyện, nó tiếp xúc với bạn bè nó chứ. Mày làm gì mày tức? Tức là ở chỗ con bé Ly dắt theo cái thằng anh họ của nó, tên Long gì á chú. Nó làm giám đốc gì đó ở trên tỉnh, công ty lớn lắm, ra vẻ cực kỳ, trời ơi, sang chảnh. Tiền anh trả cho, tiền anh trả cho, tiền anh trả cho. Bé Hạnh tức ở chỗ là gì? Quay 180 độ, không coi con ra cái gì nữa. Xung xuê với thằng kia. Lúc nào của anh Long hả? Anh trên tỉnh về hả anh Long? Ở trên đó làm sao? Trời ơi, anh nhìn sang quá anh Long ơi, anh Long ơi, trời ơi. Nhột, mày mò mò, hồi Long mẹ, Long con thì có thân dựng đứng lên trên nè. Để ra nè, bên đây đi. Của ai nấy rờ đi. Đức không? Hạnh cho con ăn nguyên cái cục. Cục gì? Nguyên cục đất luôn. Tưởng đâu phải ăn cục kẹo chứ. Rồi sao nữa? Con ra đòn quyết định. Con đứng phắt dậy, đạp ghế đi thẳng ra cửa đi về. Đúng. Mày giải quyết cái đó quá đúng luôn. Làm đàn ông á phải bản lĩnh vậy đó, chứ đừng có hèn hạ, đừng có quỳ lỵ, đừng có chiều chuộng. Mà mày thương của Hạnh thiệt phải không? Mày có biết được cái lòng dạ của nó, cái tình thương của nó đối với mày như thế nào? Kể tao nghe coi. Trời, trong mắt con nha, em Hạnh là số 1, là một con gái đoan trang thùy mị nết na, là số 1 trong mắt con. Ôi em Hạnh, em đẹp quá. Vậy thì mày cứ tiếp tục yêu nó đi, làm gì phải bỏ về. Yêu? Yêu cái gì? Bây giờ gặp thằng kia cái quay quắt một cái bỏ lơ con gì mà yêu cái gì nữa. Bây giờ mày phải quay lại, mày cảm ơn nó. Nhờ nó mà mày mới hiểu được lòng dạ của con Hạnh ra sao, biết không? Chứ không thôi là bây giờ mày không nhờ thằng đó đó, thì lúc nào mày cũng nghĩ là nó yêu mày, nó thương mày, nó trong mắt mày thế này thế khác. Sau này đó, ân hận không kịp nghe con, đúng không? Đúng không? Bây giờ nó làm vậy đó, thì bây giờ mày bỏ nó đi. Mắc cái gì mày phải ngồi đây mày rên? Không được chú hai ơi, con thương em Hạnh mà chú hai ơi. Không được hả? Dạ. Vậy bây giờ qua bến lại nó đi, mày lại từ dưới giò đó mày lại lên đi. Chú này khùng. Trời trưa nay nắng quá mà mùa trung thu sắp đến. Đăng đăng đăng. Ờ, chú hai, chú hai. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, cái thằng ôn dịch vật. Làm gì sát bên tao mày mới la tới. Ý là xe đạp mà chứ phải mày lấy container chắc đem tao đi chôn luôn quá.
Xin lỗi chú, xe nó cũ quá rồi, lâu ngày có chạy tới đâu đó, thắng nó xét hết trơn rồi. Cũ thì tao quăng đi. Nhà còn có con cái, quăng để gì đi. Khổ ghê với mày thiệt đó Thắng. Để đâu đây? Chú ơi. Gì? Cái con bữa của con đâu rồi? Tao quăng rồi. Trời ơi, sao lại quăng? Chú quăng ở đâu? Nhà tao không có chứa vũ khí, thấy không? Tao quăng ngoài đường kìa. Trời chết con rồi chú ơi. Đây 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 đây. Dạ? Nói vậy thôi chứ tao treo cây kìa. Trời ơi. Nè 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 nè. Ủa? Ủa mày làm gì mày hẩm hực vậy? Mày làm gì mày gấp dữ vậy? Lấy cây đó làm gì? Con đi xử rằng đó mới được. Con phải sống mái với nó. Con phải liều mạng với nó. Thôi 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 thôi, bình tĩnh bình tĩnh. Cái gì cái từ từ con, tao nói cho mày nghe nha. Cái gì á, từ từ giải quyết, đừng có nóng giận quá. Mày nóng giận quá trước tiên đó là nó tổn thương về sức khỏe của mình, thấy không? Cái thứ hai nữa, mày lấy cái cây này nè, mày đi đập người ta đó, trước tiên là tao bắt mày. Bởi vì tao là trưởng ấp mà á. Mày gây mất trật tự an ninh, mày đánh người là tao bắt mày, tao giải mày lên huyện. Rồi huyện người ta mới điều tra, người ta bắt mày, người ta bỏ tù. Rồi lúc đó mày có giữ được người yêu mày không? Mày có giữ được con Hạnh không? Á. Chú phân tích đúng quá. Nhưng mà con tức quá giờ sao vậy chú? Tức thì cũng từ từ giải quyết. Mình làm đàn ông mà, thấy không? Đâu có phải mà phải tranh đoạt, phải đánh đập để giành lại tình yêu đâu, thấy không? Tình yêu đâu phải là cái thứ cướp giật. Tình yêu mình phải là từ từ. Bây giờ mà không giật lại là mất luôn á. Chẳng lẽ con chấp nhận bị người ta giật người yêu sao được? Trời đất ơi, tao nói mày hoài, tao kể cái chuyện hồi tao còn trẻ như mày, mày nhớ không? Tao nói thiệt mày đó, tao không cần phải tranh giành chiếm đoạt gì đâu. Tự nhiên thôi, gái theo tao ào 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 ào, tao phải gạt bỏ bớt trở lại. Đâu phải như mày mà hở cái lấy côn cái đánh đập người ta gì kỳ vậy. Con biết, chắc hồi xưa chú đẹp, mong những đẹp còn đào hoa nên mới nhiều người theo như vậy. Con chỉ có mình một người à, mà bây giờ bị giật luôn. Xong xong sao được chú? Mày nói cái đó có lý đó. Mày biết tài tử điện ảnh không? Dạ. Đây, tao hồi đó đẹp trai như tài tử điện ảnh vậy đó. Bây giờ mày thấy không, vẫn còn đẹp. Chứ không phải đơn giản như mày vậy đâu. Tao nói mày gái theo ào ào. Mình phải hiền lành, phải có tài, phải có đạo đức từ từ. Gái nó mới khoái chứ đâu phải hở sách côn rồi đánh người ta mà gái nó khoái mày đâu. Dạ, người từng trải ơi, bây giờ chỉ giùm con đi, giúp giùm con đi, giờ sao giờ? Bây giờ mày muốn tao giúp mày phải không? Dạ. Đó. Thì mày phải giúp tao một chuyện. Chuyện gì con cũng giúp được hết á. Đúng không? Dạ. Ở đời mà có qua có lại mới tội lòng nhau. Bánh ít đi thì bánh quy sáp lại. Dạ dạ. Bây giờ chú muốn con làm cái gì? Mày hồi đó mày có học điện phải không? Dạ có chứ. Chuyện đơn giản thôi. Sao chú? Tao có cái điện thoại hư. Bây giờ mày biết sửa điện thoại không? Sửa cái một luôn chú. Được. Được phải không? Dạ. Nhưng mà lần này không có lấy tiền nha. Trời ơi, lấy tiền cái gì không có đâu. Hứa với chú luôn, con mà sửa hư con mua cái mới cho chú. Hứa rồi đó nghe. Dạ. Rồi tao sẽ giúp mày. Uống nước đi con. Dạ. Chú hai. Ờ sao chú... rồi? Dạ chú mới qua. Xong hoàn thành nhiệm vụ. Xong rồi không? Dạ. Rồi đi. Dạ. Chào. Tự nhiên. Dạ dạ. Lan, cháu tao đó. Dạ. Nhà nó ngoài thị trấn á. Đây. Ừ. Ngon lành. Đây, như mới, sửa xong. Bữa nó nói tao cái điện thoại nó bị hư. Ủa? Tao nói đưa đây, rồi cái tao đưa cho mày sửa. Ai ngờ đâu mày sửa cũng được hay quá. Tao kiểm tra coi con đúng gì không. Được rồi này chú, chạy ngon lành luôn. Vậy đó hả? Dạ, cảm ơn anh, cho em trả tiền công nha. Thôi, 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 cất vô, cất. Trời ơi, cái này á, là hứa là giúp sửa không công. Trời ơi, hứa giúp chú mà đúng không chú? Ví dụ mà có qua có lại á, chú, có qua có lại đúng chứ. Rồi, Thảo nhớ rồi, mày nó nói nhiều quá. Này cũng là cháu ở hàng xóm á, nó tên Tấn. Giỏi lắm à, trời ơi, sửa điện là số 1 ra đây đó. Đẹp trai không? Chưa có vợ luôn, mới có. Ừ, vậy thôi. Dạ, em cảm ơn anh nhiều nha. Chú con xin phép về trước, hôm nào con rảnh con ghé thăm chú sau. Rồi về đi, bữa nào rảnh qua chơi. Dạ, nha. Dạ, em xin phép anh. Chào con nha. Chào chú. Dạ. Ừ.
Đó, mày thấy không? Thấy gì chú? Mày thấy mày có số đầu hoa chưa? Gì vậy? Tự nhiên có số đầu hoa? Đâu ra? Trời đất ơi, nãy giờ mày thấy nó nhìn mày không? Nó nhìn, nó liếc mày đó. Nãy giờ tao nhìn là tao biết liền à. Ừ. Cái gì? Chú nói em đó thích con hả? Nó khoái mày rồi đó. Gì kỳ vậy? Mới gặp lần đầu tiên tự nhiên thích là sao? Trời ơi, tao nói với mày đó, gặp lần đầu hay gặp lần cuối gì chứ không vậy á. Con gái với con trai mà thích nhau đó, chỉ cần gặp tao nhìn nó biết liền. Nó ăn điện, nó hít vô phải không? Hai con mắt nó tao nhìn là tao biết nó khoái mày rồi, nó thích mày rồi, phải không? Mày biết trai á thì ham sắc, mà gái là ham tài. Mày có tài, mày sửa điện thoại hay, mày sửa cái sóng liền là nó khoái mày, là khoái chỗ đó đó. Trời ơi, ừ? Sửa có cái điện thoại sao là tự nhiên thích luôn. Ờ, gì đơn giản vậy? Mày thấy như tao là tao có tài cán gì đâu. Nhưng mà tao đặc biệt là tao có cái tài là ca giọng cổ. Đó, mày thấy cái xóm này vậy đó, có đám tiệc, đám giỗ, thôi nôi đầy tháng gì mà tao cất lên cái giọng ca, cái mày thấy không? Mấy bà đàn bà giá đó bu ra, tao nói thiệt mày như kiến luôn. Cái này con công giận vậy, làm câu nghe chơi chứ. Ừ. Tao chỉ có câu này thôi, là tao đủ sống rồi nè. Dạ. Sông sâu bên lỡ bên bồi, tình anh băng chữ quê trọn đời không phai. Đó, thấy không? Đảo quá chú ơi, con nghe con còn khoái nói chi nó mấy bả nữa mà. Đó, bởi vì tao nói mày đó, giá trị con người đó là mày có tài, là mày đó, chứ không phải là vật chất, tiền bạc, nhà lầu, xe hơi. Vật chất nó là ngoài tay, thấy không? Con gái nó yêu đó là nó yêu đàn ông có tài, chứ đâu bao giờ nó yêu mấy cái thằng mà không lo làm ăn lang thang lứ thứ, nhậu nhẹt cờ bạc rượu chè say sưa, thấy không? Nó đâu có yêu. Không phải, con nghĩ là giá trị con người là nó nằm ở cái ở cái chỗ là mày đó, là hiện bây giờ này giá trị con người là mày đó. Vậy con hiểu rồi chú ơi, giá trị của con người là phải có tài năng. Một khi có tài năng là sẽ có tình yêu, đúng không chú? Tao mới thấy mày thông minh rồi. À thôi mày ơi, nói chuyện với mày tao thấy khô cổ khô họng quá. Từ nãy giờ biết bao lâu rồi không có thấy mời. Vậy đi, đi cà phê nha chú. Quán bà Tư ha. Dạ. Rồi xong, khởi động lại ngon lành luôn. Gắn cái ốp lưng trả cho người ta là xong. Dì Tư ơi, cho ly cà phê nha dì Tư. Ủa, anh Tuấn tới hả? Ủa, anh? Anh Tuấn uống gì? Mày anh, rồi lâu lâu cái kiểm tra mail giùm tôi, coi khách hàng nào nhận. Vậy nè, kiểm tra mail là vậy nè. Phương Nam vui bao câu ca, hàng dừa xanh 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 trời mây, ông sáu ông hai thắm tươi trên môi nụ cười. Hò hớ 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 hớ, hò hớ 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 hớ, chân trước chân sau sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Cô sáu cô hai, ông hai bà bảy, bà tám ông mười, cậu út phương nam, rập ra rập rình thì tha thì thục vợ khóc vợ cười. Chân trước chân sau sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Hai phương nam vui lắm à nghe.